Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Kính chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Như ở phần trước thì tôi đã giới thiệu với các bạn cái tầm quan trọng của việc lựa chọn tuổi để kết hôn. Vợ chồng chúng ta ăn ở với nhau, sướng hay khổ, buồn hay vui, thành hay bại, thịnh hay suy, nó đều dựa trên cái yếu tố quan trọng, đó là tuổi của chúng ta có hợp nhau hay là khác nhau. Ở phần này thì tôi sẽ không giải trình sâu về vấn đề đó nữa, mà tôi sẽ trực tiếp tôi xem. Tuổi ngày hôm nay tôi bàn đến sẽ là tuổi của bạn gái Kỷ Mão, sinh năm 1999. Tôi sẽ so tuổi của bạn gái Kỷ Mão này với tuổi của 10 bạn trai, bắt đầu tính từ tuổi của bạn đấy trở lên. Nhưng mà trước khi đi đến cái phần nội dung chính ấy, thì tôi xin mời bạn gái Kỷ Mão nghe đôi lời về lá số tử vi của bạn. Bạn gái Kỷ Mão mạng thành đầu thổ, cung khôn, được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Các bạn tuổi này thì có bản tính hiền lành, thông minh, chăm chỉ, ngay thẳng, có hiếu với ông bà cha mẹ và không thích đua đòi với chúng bạn lắm. Nhiều bạn tuổi này thì học hành tấn tới cho nên là có cái sự nghiệp vững chắc về sau. Tuy nhiên vì bản tính hiền lành nên là các bạn cũng hơi ngại sóng gió và tinh thần phấn đấu chưa được cao lắm. Bạn nào mà sinh vào mùa hạ ban ngày ấy, thì là được thuận mùa sinh, tương lai có thể trở lên giàu có lớn, được nhờ chồng và an nhàn tấm thân. Còn bạn nào mà sinh vào mùa xuân ban đêm thì là nghịch sinh lỗi số, cuộc đời phải chịu nhiều thương đau, tình duyên để trắc trở, phải bôn ba bươn trải với đời. Tuy vậy nhưng các bạn cũng đừng lo lắng quá, bởi vì tuổi của các bạn dù có nghịch mùa sinh nhưng cũng không quá là cực khổ tấm thân đâu. Tuổi của các bạn hiện tại còn trẻ, những bạn nào còn đang đi học ấy thì cứ cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn. Còn những bạn mà đã thôi học thì các bạn hãy chọn cho mình một cái nghề và học cái nghề cho thật thật chắc chắn. Được như vậy ấy, thì các bạn vẫn có thể vững tay chèo trước những cái sóng gió cuộc đời về sau. Nói chung ấy thì bạn gái tuổi Kỷ Mão có phần sung túc về tiền bạc, tình cảm dồi dào. Bạn có đủ khả năng để tạo cho mình một cái cuộc sống ấm êm, vẹn toàn, không phải chịu vất vả về thể xác. Tài lộc còn có thể lên rất cao nữa. Đường tình duyên của tuổi Kỷ Mão buổi đầu có nhiều đổ vỡ, nhưng mà sau này sẽ được tốt đẹp. Bây giờ sẽ đến phần so tuổi. Đầu tiên, nếu bạn gái Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Kỷ Mão đồng tuổi, về tuổi thì Mão với Mão bình hòa rồi. Về âm dương ngũ hành, nam thổ nữ thổ, lưỡng thổ tương sinh, trước khó sau dễ, lắm của nhiều con. Tuổi Mão thuộc âm, bổ sung cho hành càng thêm tốt. Về cung sinh thì hai khôn lấy nhau sẽ tai nạn liên miên, khổ dập dồn, công danh sự nghiệp chẳng thành, vợ chồng thì kẻ ở người đi. Như ở phần trước thì tôi cũng đã nói với các bạn, các thầy hay mọi người ấy, xem tuổi vợ chồng sẽ không tính cung sinh mà chủ yếu là tính cung phi. Cái đấy là đúng, và tôi xem cung sinh ở đây chỉ để thêm bổ sung cho các bạn thêm cái sự tham khảo, sự cân nhắc mà thôi. Còn để mà có cái nhìn chính xác nhất, các bạn phải nhìn vào cung phi. Vậy thì về cung phi của hai tuổi Mão này, nam khảm, nữ cấn, lấy nhau xấu, nghèo khổ đời nối đời. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung khảm lấy gái cung cấn, cấn khảm hình tượng số định rồi, lấy nhau chỉ để lụy nhau thôi, cửa nhà sơ sát thân cơ cực, ngũ quỷ đeo theo cứ báo đời. Về can, hai kỷ lấy nhau bình hòa, về cao ly đầu hình, nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này thì bạn nam có can là Mão, là kỷ, lấy bạn nữ có chi là Mão thì vợ đẹp con ngoan, nhà cửa vui đẹp, nhưng người chồng dễ có vợ bé ở bên ngoài.
sinh toàn con trai không có con gái, các bạn nên rời quê hương làm ăn thì sẽ phát đạt hơn, con cái đỗ đạt cao. Như vậy là nếu hai tuổi Mão lấy nhau sẽ được hai điểm tốt, hai điểm xấu, hai điểm bình hòa. Tiếp theo đến tuổi Mậu Dần 1998. Nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Mậu Dần về tuổi Dần Mão bình hòa, về âm dương ngũ hành cùng mệnh thổ cũng tốt, lưỡng thổ tương sinh, trước khó sau dễ, lắm của nhiều con. Về cung sinh, nam khảm, nữ khôn, phạm phải tuyệt mạng, rất xấu. Về cung phi, nam khôn, nữ cấn, buổi đầu gian khổ nhưng sau này sẽ tốt, làm ăn thịnh vượng, vinh hoa phú quý. Mời các bạn lại nghe về cung phi của tuổi Mậu Dần và Kỷ Mão. Nam khôn, nữ cấn. Trai cung khôn lấy gái cung cấn phải chịu gian nan buổi ban đầu, 3 năm nghĩ cũng chẳng bao lâu, sau này phước lộc trời cho đó, nhà cửa vinh sang lọ phải cầu. Cung phi được như thế rất là tốt. Về can thì nam mậu, nữ kỷ bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam mậu, nữ mão như cá lội đụng đầu, có con thì cách trở, vợ chồng gặp nhau ở nơi xứ lạ quê người thì còn được tốt, chứ nếu lấy ở gần nhà thì bần cùng cơ khổ, có con cũng khó nuôi, mà nuôi được thì lớn lên cũng ly biệt, vợ chồng phải đi xa xứ lập nghiệp mới may ra mới đỡ được, mà về già mới được yên vui. Với những cái đặc điểm của cao ly đầu hình như vậy thì tôi tạm cho là bình hòa. Như vậy là nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Mậu Dần sẽ được hai điểm tốt, một điểm xấu, cái xấu này ở cung sinh không đáng lo, và 3 điểm bình hòa. Thứ ba, tuổi Đinh Sửu 1997. Nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Đinh Sửu về tuổi thì Sửu Mão bình hòa. Về âm dương ngũ hành, nam thủy nữ thổ, ở đây mệnh của vợ khắc với mệnh của chồng, chúng ta gọi là khắc nhập là xấu nhất. Phối ngẫu với nhau tất nghèo khó, vất vả cả đời, chẳng được vui vẻ, làm việc gì cũng khó, cũng bại. Khi thấy mệnh ngũ hành của vợ chồng xung khắc, chúng ta bắt buộc phải xem âm dương. Nếu âm dương thuận đấy, nhau ấy, thì cái sự xung khắc đó nó sẽ được giảm đi, mà nếu âm dương nghịch nhau ấy thì cái xung khắc đó lại càng tăng lên. Ở đây thì tuổi Sửu thuộc âm, tuổi Mão cũng thuộc âm, vậy là tốt, cái sự xung khắc ở trong mệnh của các bạn đã được giảm nhẹ đi một chút. Về cung sinh, trai ly gái khôn phạm phải lục sát xấu, nếu gặp gỡ ở xa quê hương thì còn tạm. Về cung phi, nam chấn nữ cấn phạm phải ngũ quỷ xấu, cầu tài khó khăn, con cái hay đau ốm khó nuôi, vợ chồng thì không hợp hay làm khổ lẫn nhau. Mời các bạn lại nghe bài bình về cung phi của tuổi Kỷ Mão và Đinh Sửu, nam chấn nữ cấn. Trai cung chấn lấy gái cung cấn, cấn chấn kết duyên ngũ quỷ xanh, cửa nhà sự nghiệp lập sau thành, cháu con bệnh tật tài hao tán, chồng vợ khơi sầu lệ trắng canh. Về can, nam đinh nữ kỷ bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam đinh nữ mão thì tình duyên vui đẹp, con cái đầy đàn, học hành đỗ đạt, trung niên gặp bạn xấu, dễ có đứa con phải bỏ nhà đi, sau mới trở về sum họp với cha mẹ. Nếu mà nhiều con thì có khi còn có một đứa con trai bị yểu vong nữa. Như vậy cái tuổi này thì không được tốt lắm, nhưng mà tôi cũng tạm cho là bình hòa đi. Vậy là chúng ta được 3 xấu, 3 bình hòa, không được một điểm tốt nào. Các bạn lưu ý cái tuổi Đinh Sửu này nhá, khá xấu, như vậy là xấu. Thứ tư, tuổi Binh Tý 1996. Nếu
Bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Bính Tý, về tuổi thì Tý xung Mão, cái này là chính xung rồi, rất xấu. Về âm dương ngũ hành, nam thủy nữ thổ, giống như với tuổi Đinh Sửu, nhưng ở đây tuổi Tý thuộc dương, tuổi Mão thuộc âm thì khắc lại càng thêm khắc. Về cung sinh, nam cấn nữ khôn thì ban đầu suy bại nhưng mà muộn rồi sẽ tốt, cháu con rồi sẽ có uy danh. Như cây khô gặp lửa, sinh khí tuy nhiều nhưng mà phải chậm. Về cung phi, nam tốn nữ cấn phạm phải tuyệt mạng, rất xấu. Các bạn hãy nghe cái bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung tốn lấy gái cung cấn, sổ ghi tuyệt mạng, khó nên duyên. Đeo đẳng cành xanh lá lụy phiền, nói lụy phiền buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn, cháu con vất vả khó cầu yên. Cung phi bát tự như thế rất là xấu. Về can, nam bính nữ kỷ bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam bính nữ mão như cá lọt vào lưới, thân gặp quan sự, gia đạo khốn đốn, rất xấu, nhiều cách trở, có thể tử biệt sinh ni nữa. Con cái học hành thì lại không ra gì. Theo như đã xem thì hai tuổi Kỷ Mão và Bính Tý kết hợp với nhau, chúng ta thấy là đại kỵ được mỗi một điểm tốt ở cung sinh thì lại không nói lên điều gì, còn bốn điểm xấu toàn phải tuyệt mạng với tử biệt sinh ly thôi, một điểm bình hòa. Thứ năm, đến tuổi Ất Hợi 1995. Nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Ất Hợi thì Mão với Hợi được trong tam hợp tốt. Về âm dương ngũ hành, nam hỏa nữ thổ, mệnh của chồng tương sinh cho mệnh của vợ, chúng ta gọi là sinh xuất tốt. Về cung sinh, nam đoài nữ khôn gặp được thiên y là rất tốt, con cái nhà cửa tài lộc đủ đầy. Về cung phi, nam khôn nữ cấn thì buổi đầu có gian nan nhưng mà sau này sẽ rất tốt. Trai cung khôn lấy gái cung cấn phải chịu gian nan buổi ban đầu, 3 năm nghĩ cũng chẳng bao lâu, sau này phước lộc trời cho đó, nhà cửa vinh sang lọ phải cầu. Về can, nam ất nữ kỷ, kỷ khắc ất xấu. Về cao ly đầu hình, nam ất nữ mão như chim phượng hoàng gãy cánh, làm ăn thì tốt. Nhưng vợ chồng hay bất hòa, khi hợp khi tan, kém về đường con cái. Như vậy là tuổi Kỷ Mão và Ất Hợi kết hôn sẽ được 4 điểm tốt, 2 điểm xấu. Đến đây là chúng ta có thấy có cái sự khởi sắc hơn rồi. Được 4 điểm tốt là cũng khá ổn đấy các bạn ạ. Thứ sáu, Giáp Tuất 1994. Nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Giáp Tuất thì về tuổi Tuất và Mão thuộc nhóm lục hợp tốt, tính cách và suy nghĩ của hai người có nhiều điểm tương đồng, tâm đầu ý hợp. Về âm dương ngũ hành, nam hỏa nữ thổ cũng tốt như với tuổi Ất Hợi. Về cung sinh, nam càn nữ khôn thì nhiều tài nhiều lộc, nhiều con cái, phát đạt giàu sang đến tận già. Về cung phi, nam càn nữ cấn gặp được thiên y là rất tốt, được sung sướng trường thọ và người vợ sẽ là người làm nên cái sự giàu có cho gia đình. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của tuổi Giáp Tuất và tuổi Kỷ Mão. Trai cung càn lấy gái cung cấn, cung vị trường sinh được hợp hòa, giàu sang nhờ cậy ở tay bà, chứa nhiều phúc đức cho con cháu, sung sướng cùng nhau đến tuổi già. Về can, nam giáp nữ kỷ rất hợp nhau. Về cao ly đầu hình, nam giáp nữ mão thì xấu, như gió thu lá rụng, vợ chồng khó có thể ở đời với nhau, sinh con thì khó nuôi, e là người chồng
sẽ chết trước người vợ. Như vậy là nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Giáp Tuất sẽ được 5 điểm tốt, 1 điểm xấu. Như vậy chúng ta đã thấy là cái đôi này ấy, có lẽ là được nhất từ đầu đến giờ. Và cũng cái điểm như thế này ấy, thì so ra từ trước đến giờ tôi xem ấy, cũng chưa có đôi nào mà được điểm cao như thế này đâu. Xin chúc mừng cho bạn gái tuổi Kỷ Mão. Thứ bảy, Quý Dậu 1993. Nếu bạn trai tuổi Quý Dậu kết hôn với bạn gái tuổi Kỷ Mão thì về tuổi tuổi Mão kỵ tuổi Dậu xấu. Hai bạn có tính cách sở thích trái ngược nhau nên hay xảy ra những cái bất đồng tranh cãi. Về âm dương ngũ hành, nam kim nữ thổ, mệnh của vợ tương sinh cho mệnh của chồng, chúng ta gọi là sinh nhập rất tốt, vợ chồng hòa hợp, con cái thì đầy đàn, cửa nhà vui vẻ, sung túc bình yên. Về cung sinh thì nam chấn nữ khôn, gặp họa hại xấu, tiền của cố bao nhiêu cũng tiêu tán hết, con cháu đau ốm liên miên. Về cung phi, nam đoài nữ cấn, gặp được duyên liên là rất tốt. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung đoài lấy gái cung cấn, cháu quý con vinh phước đức nhàn, duyên liên ấy phước tự trời ban, đầu xanh yêu kính như đầu bạc, không được giàu to cũng được nhàn. Cung phi của đôi này rất tốt. Về can, chồng quý vợ kỷ khắc nhau xấu. Về cao ly đầu hình, nam quý nữ mão thì là xấu. Nếu quê vợ ở xa quê chồng thì làm ăn được đại phát, nhưng mà vợ chồng cũng không được bền, e là trốn phòng quê sẽ có nhiều điều buồn tủi và vợ chồng có thể phải lìa xa nhau. Tổng kết thì nếu tuổi Quý Dậu mà kết hôn với tuổi Kỷ Mão thì sẽ được 2 điểm tốt, 4 điểm xấu. Thứ 8, đến tuổi Nhâm Thân 1992. Về tuổi, nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Nhâm Thân thì Mão tuyệt thân, tuổi của các bạn thuộc tứ tuyệt, hiếm con cái, làm ăn thì kém, khó phát đạt. Về âm dương ngũ hành, nam kim nữ thổ rất tốt, tương tự như với tuổi Quý Dậu. Về cung sinh, nam khôn nữ khôn xấu, hay tai nạn dập dồn, công danh tài lộc chẳng thấy đâu, vợ chồng dễ phải cách xa. Về cung phi, nam cấn nữ cấn thì gian nan nghèo khổ, xa quê thì được an nhàn hơn. Về can thì nam nhâm nữ kỷ bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam nhâm nữ mão bất lợi, con cháu tuy đông nhưng mà thường bệnh tật và khó nuôi, dễ gặp phải bạn bè phản trắc, lừa tiền, chung cuộc thì vợ chồng lại phải sống trong hiu quạnh xấu. Bây giờ các bạn hãy nghe cái bài bình về cung phi của hai tuổi này, nam cấn nữ cấn. Trai cung cấn lấy gái cung cấn, duyên hòa lưỡng cẩn thật gian nan, một khúc tương tư mấy nhịp đàn, nghèo khổ gần nhau giàu cách trở, xa quê hòa hiệp số thanh nhàn. Các bạn mà làm ăn ở xa quê ấy, thì sẽ được tốt hơn. Như vậy là hai tuổi này kết hôn sẽ được 1 tốt 4 xấu 1 bình hòa. Thứ 9, tuổi Tân Mùi 1991. Nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Tân Mùi, về tuổi được trong tam hợp tốt, vợ chồng hòa thuận, tương thân tương ái, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Về âm dương ngũ hành thì nam thổ nữ thổ, lưỡng thổ tương sinh, trước khó sau dễ, lắm của nhiều con. Về cung sinh, nam khảm nữ khôn, phạm phải tuyệt mạng xấu. Về cung vi, nam ly nữ cấn, phạm phải họa hại xấu, không may mắn, thị phi thất bại. Các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung ly lấy gái cung cấn, hai người khắc chớ nên duyên, họa hại buồn thương lắm lụy phiền, bệnh hoạn triền miên tiền của sạch, cháu con nghèo khó lại không hiền. Về can thì nam tân nữ kỷ bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam tân nữ mão, trước nghèo sau giàu,
con cái thông minh, khéo léo, thi cử đỗ đạt. Như vậy là hai tuổi này lấy nhau sẽ được 3 điểm tốt, 2 điểm xấu, 1 điểm bình hòa. Cũng tạm được thôi. Thứ 10 là đến tuổi Canh Ngọ 1990. Nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão mà kết hôn với bạn trai tuổi Canh Ngọ về tuổi thì Mão Ngọ thuộc tứ hành xung nhưng mà không chính xung, có thể chấp nhận được. Về âm dương ngũ hành, nam thổ, nữ thổ tương tự như với tuổi Tân Mùi, tốt. Về cung sinh, nam ly, nữ khôn, phạm lục sát, gặp gỡ ở xa quê thì còn tạm. Về cung phi, nam khảm, nữ cấn, phạm ngũ quỷ, xấu. Các sự việc lôi thôi vô cớ ập đến hay mất tiền oan, công việc thì không được như ý, thất bại liên tục, ảnh hưởng đến hạnh phúc, vợ chồng mệt mỏi, buồn phiền, tai tiếng thị phi. Về cái cung phi ấy, thì các bạn hãy nghe cái bài bình thế này. Trai cung khảm lấy gái cung cấn, cấn khảm hình tượng số định rồi, lấy nhau chỉ để lụy nhau thôi. Cửa nhà sơ sắc thân cơ cực, ngũ quỷ đeo theo cứ báo đời. Về can thì nam canh nữ kỷ bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam canh nữ mão bền vững kiên cố. Vợ chồng gặp nhau buổi đầu có gian khổ nhưng sau sẽ sung sướng, con cái hiển vinh. Như vậy là nếu bạn gái tuổi Kỷ Mão kết hôn với bạn trai tuổi Canh Ngọ sẽ được 1 điểm tốt, 2 điểm xấu, 3 điểm bình hòa. Chúng ta đã có kết quả của 10 bạn trai giả sử kết hôn với bạn gái tuổi Kỷ Mão. Và như vậy các bạn cũng đã thấy tuổi Kỷ Mão thích hợp nhất sẽ là kết hôn với bạn trai tuổi Giáp Tuất 1994. Còn tuổi Ất Hợi 1995 thì cũng tạm được. Những tuổi kia thì hầu như là xấu, nhưng mà xấu nhất sẽ là tuổi Bính Tý 1996, Đinh Sửu 1997, Nhâm Thân 1992. Nếu các bạn đã gặp gỡ yêu thương và vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với những cái bạn trai tuổi này thì các bạn hãy dẫn nhau đi đăng ký kết hôn, sau đó âm thầm dẫn nhau về, không được làm đám cưới linh đình để ra mắt họ hàng bà con thân tộc, cũng không được làm mâm lễ trầu cau, bởi vì các bạn đã có cái tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trong tay, có nghĩa các bạn đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Hàng năm các bạn còn phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi nữa. Đồng thời các bạn cũng phải cố gắng sinh con cho hợp tuổi. Hợp tuổi thì cũng lại phải trên nhiều vấn đề, nhưng mà trước hết các bạn phải chọn những cái tuổi ở trong tam hợp với bố với mẹ. Thì các bạn cứ dựa vào những cái bộ tam hợp ấy. Ngoài ra thì các bạn cũng phải nên vận dụng thêm những cái vấn đề, những cái yếu tố phong thủy nữa, bổ sung vào trong gia đình của mình. Về phong thủy thì nó rất rộng, nó bao gồm nhà cửa, rồi phòng ngủ, giường ngủ, hướng băn thờ, hướng bếp vân vân, và chủ yếu là dựa trên tuổi của người đàn ông, người chủ trong gia đình. Cho nên là tôi có những cái phần nói riêng về phong thủy sau. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn hãy nhớ cái câu xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, tức là nếu chúng ta biết ăn ở cho hợp đạo lý thì dù chúng ta có sinh lỗi mùa sinh, lấy người chồng không hợp tuổi, chúng ta vẫn có thể hóa giải bớt cái xấu và mang lại những cái điều may mắn hơn đến cho mình và cho gia đình của mình. Đến đây thì tôi xin kết thúc cái clip này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp cho tôi có thêm động lực làm những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!